Chào các bạn, mình là Thư. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đề mới được cập nhật. Đề thi ngày 16 tháng 7 2017 đề thứ tư, phần Excel của chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Trong đề này thì mình sẽ giải lưu ý ở câu thứ 5, bởi vì trong 8 bộ đề mới được cập nhật thì chỉ riêng cái đề này có câu 5 là sử dụng hàm Gaussian, còn lại các đề khác thì chúng ta có cấu trúc giống với các đề mình đã giải. Đầu tiên, câu 1. Tên hàng dựa vào mã hàng ra trong bảng 1. Thì đối với mã hàng, tên hàng nó được sắp xếp thành hàng ngang như thế này thì chúng ta sử dụng hàm hlookup như sau: bằng hlookup giá trị dò sẽ là mã hàng phẩy bảng dò sẽ gồm hai dòng này, nhấn F4 để khóa bảng phẩy vị trí dòng lấy là dòng thứ hai và cách lấy là lấy chính xác tuyệt đối, nhấn số 0, đóng ngoặc và Enter. Câu 2, đơn giá dựa vào mã hàng tra trong bảng 1 kết hợp với công ty để có đơn giá hợp lý. Tương tự, chúng ta có phần đơn giá, nó cũng được sắp xếp thành hàng ngang, nên chúng ta cũng sử dụng hàm hlookup bằng giá trị dò sẽ là mã hàng phẩy bảng dò sẽ được mở rộng ra nữa cho đến hết phần đơn giá, nhấn F4 để khóa bảng phẩy vị trí dòng lấy thì chúng ta sẽ xét. Ở đây trong phần mô tả thì người ta cho chúng ta biết là V là Vĩnh Hảo và F là Fanta, thì chúng ta sẽ xét điều kiện như sau: if mở ngoặc nếu mã công ty bằng F thì chúng ta sẽ lấy dòng thứ tư, và ngược lại chúng ta chỉ có một trường hợp là V, tức là dòng Vĩnh Hảo này, tức là dòng thứ ba, thì chúng ta sẽ lấy 3 và đóng ngoặc. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái vị trí dòng lấy và phẩy. Yếu tố cuối cùng của hàm hlookup là cách dò tìm và dò chính xác tuyệt đối, nhấn số 0, đóng ngoặc, Enter. Tiếp theo, yêu cầu 3, thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá bằng số lượng nhân cho đơn giá nhân với. Chúng ta có điều kiện kèm theo là nếu có hóa đơn, tức là cột có hóa đơn được dán dấu x thì tăng 2% số lượng nhân đơn giá. Chúng ta sẽ xét tiếp điều kiện nếu mở ngoặc có hóa đơn, tức là ô F3 này bằng ký tự x thì tăng 2% đơn giá nhân với số lượng, tức là nhân với 102, và ngược lại là không tăng thì chúng ta nhân với 1, đóng ngoặc và Enter. Tiếp tục, đó là định dạng cột đơn giá và thành tiền có dạng là 1.000 Việt Nam đồng. Để định dạng, chúng ta sẽ bôi hai cột này, click phải, chọn một phần Mark Cell. Trong phần Category thì các bạn chọn là Custom và các bạn chọn định dạng phần nghìn ở phần thăng phải thăng thăng không, và sau đó trong phần type thì các bạn nhấn một dấu khoảng trắng, thêm một dấu nháy kép và ghi chữ VND vào giữa và đóng dấu nháy kép, sau đó nhấn OK. Tiếp tục, ở câu 4 ghi chú nếu hàng được bán là nước cam của công ty Fanta có số lượng lớn hơn bằng 10 thì ghi tặng nước dâu, ngược lại để trống. Ở đây chúng ta có 3 điều kiện, thứ nhất là nước cam, thứ hai là công ty Fanta và thứ ba là số lượng lớn hơn bằng 10, thì chúng ta sử dụng hàm AND để nối ba điều kiện này. Đầu tiên, chúng ta sử dụng hàm IF mở ngoặc, sau đó tới hàm điều kiện nối với nhau bằng hàm AND. Đầu tiên, chúng ta có nước cam, tức là tên hàng này bằng cam. Thứ hai, của công ty Fanta. Công ty Fanta thì có mã công ty là F, tức là ô A3 này bằng với ký tự F. Và cuối cùng, số lượng lớn hơn bằng 10, tức là ở ô số lượng E3 này phải lớn hơn hoặc bằng 10 và đóng điều kiện. Nếu thỏa mãn 3 điều kiện trên thì chúng ta sẽ ghi là tặng nick giao và ngược lại thì để trống. Enter. Như vậy là chúng ta không có ô nào thỏa điều kiện này. Câu 5, số hàng tặng chỉ tính những mặt hàng được tặng nước dâu. Nguyên tắc là cứ 10 chai thì được tặng một nước dâu.
Ví dụ 15 chai thì được tặng 1, 10, 20 chai thì được tặng 2. Đầu tiên chúng ta phải thỏa mãn được điều kiện là tặng nước dâu. Thì câu này thì nó không có cái ô nào thỏa được là tặng nước dâu. Chúng ta vẫn phải làm như sau. Bằng nếu ô A3 này có chữ là tặng nước dâu, các bạn nhớ hãy nhập chính xác cái đoạn này, thì chúng ta mới xét tiếp cái đoạn sau này. Nguyên tắc là cứ 10 chai thì được tặng 1. Ở đây chúng ta sẽ dùng hàm quotient. Numerator là số bị chia. Chúng ta sẽ lấy số lượng, sau đó phẩy. Denominator là số chia, chúng ta chia cho 10, đóng ngoặc. Như vậy thì chúng ta sẽ được cái kết quả như ý, phẩy. Và nếu sai thì chúng ta không làm gì hết, chúng ta để trống, đóng ngoặc, enter. Bây giờ để kiểm tra thì chúng ta sẽ lựa một ô và chúng ta sửa lại kết quả để chúng ta kiểm tra thử. Ví dụ như ở đây, mã công ty là Fanta, mã hàng là Cam và số lượng là 15. Chúng ta sẽ có được 1, và nếu là 20 thì chúng ta sẽ có được 2. Như thế này thì chúng ta đã đúng công thức rồi. Tiếp theo, sắp xếp lại bảng tính tăng dần của số lượng. Nếu trùng sắp giảm theo thành tiền, chúng ta có tăng theo số lượng và giảm theo thành tiền. Đầu tiên chúng ta sẽ vô cả bảng Sort and Filter, Custom Sort. Đầu tiên chúng ta có tăng theo số lượng, tức là Smallest to Largest, sau đó Add Level. Tiếp theo là giảm theo thành tiền, là Largest to Smallest, và nhấn OK. Câu 7 là bảng thống kê thành tiền theo mẫu sau. Chúng ta sẽ thống kê theo tên hàng và theo công ty. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thống kê như sau. Bằng SUMIF-S, do chúng ta có hai điều kiện. Đầu tiên là vùng tính tổng, thì chúng ta tính tổng thành tiền nên bôi cái vùng thành tiền này, nhép bố. Phải Criteria Rank 1, tức là vùng điều kiện thứ nhất. Chúng ta lấy công ty là điều kiện thứ nhất thì chúng ta sẽ bôi cái vùng công ty này, nhép bố. Và ở trong cái ô C31 này là công ty Vĩnh Hảo, thì công ty Vĩnh Hảo nó sẽ có cái mã là V. Chúng ta sẽ nhập chữ V ra một cặp nhé, cách thế này. Phải vùng điều kiện thứ hai, tức là vùng tên hàng này, thì chúng ta sẽ bôi cái vùng tên hàng, nhấn F4 để khóa vùng này. Phải và nhấn vào ô D30, sau đó đóng ngoặc và Enter. Tương tự với Fanta thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sửa cái công ty, mã công ty này thành F. Và cái ô D31 này thì chúng ta sửa lại là ô D30, Enter. Chúng ta sẽ sang ngang đối với xá xị. Và tương tự sang ngang với Fanta. Thì đối với xá xị của Fanta thì chúng ta không có mặt hàng nào. Như vậy là chúng ta đã giải xong. Chúc các bạn thành công. Xin chào.